Xin chào quý bà con. Phân bón con lười phục vụ cho Hải Phòng, Tiên Lãng. Đơn vị tin tưởng sử dụng con lười trong suốt 3 năm nay. Trên sản xuất vùng sản xuất tập trung. Phân bón con lười, phân bón mùa vàng cho mùa bội thu. Có bảo không chú? Nếu quay 5, 3 một hàng thì tính đếm nó dễ. Đây là huyện Tiên Lãng. Quý bà con đã sử dụng phân con lười trong suốt nhiều năm nay đều cho vãi đẹp phải không cô? Vãi phân lười rất là đẹp nữa, mà nhàn, năng suất lúa rất cao nữa. Nhà cô mỗi vụ cấy mấy sào? Nhà tớ cấy 2 mẫu 8. 2 mẫu 8 vãi hết con lười không? 2 mẫu 8 vãi hết toàn bộ con lười, rất đẹp. Mình cấy nếp hay là cấy tẻ? Phần cấy nếp. Cấy nếp hết à? Nếp bón này thì quá đẹp rồi, cứng cây. Nếp này thì cứng. Bón này nó cứng cây, nó không bị đổ. Ít bệnh, ít sâu. Mà hạt này, hạt nếp thì nó lại chắc hơn, ăn ngon. Cuối năm lại cứ gói bánh chưng mới nấu xôi, quá đẹp.